Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5% một năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2019 và thay thế quyết định số 117 ngày 22 ban hành năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Nghị định số 100 ban hành năm 2015, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7, điều 49 của luật nhà ở. Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.